أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. Và bất kỳ những việc hành đạo nào hướng đến một thần linh hay hướng đến một thế lực nào khác ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala thì tất cả những điều đó đều là shirk và đều bị phủ nhận. ما هو الواجب علينا؟ Và điều gì bắt buộc đối với chúng ta hiện tại? نحذر نبتعد من الشرك. Đó chính là chúng ta tránh xa, tránh càng xa càng tốt với shirk. نحذر منه نحن. Và chúng ta hãy cảnh báo cho chính bản thân của chúng ta. ونحذر الناس منه. Và chúng ta hãy cảnh báo cho tất cả mọi người về shirk. أما الحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعي نحن لا نحكم على الأشخاص نحن فقط نحذر ونحذر. Và việc phán xét đối với một cá nhân nào đó thực hiện shirk hay làm những điều trái pháp luật hay làm những điều tội lỗi thì đó là việc của những vị học giả lớn, những vị học giả thời trước. Còn và việc của chúng ta bây giờ chỉ là chúng ta cảnh báo chính bản thân của chúng ta và cảnh báo mọi người xung quanh về shirk.